an. Việt Nam tân dân chủ, chiều người đồng tâm đi tới khắp chốn muôn nơi, đem tâm huyết của năm núi sông xóa bóng đêm đen cho dân có nhân quyền tự do. Vương chi tiên vương, dân Việt Nam anh dũng kiên cường, tay trong tay ta nào ngày chỉ muốn văn dân có thắp sáng anh đua tân Việt Nam soi sáng muôn nhà cho tương lai thăng hoa nước non Việt ngàn năm xanh tươi. Cho dân ta đến một đời lầm than. Việt Nam tân dân chủ, chiều người đồng tâm đi tới khắp chốn muôn nơi, đem tâm huyết to văn núi sông xóa bóng đêm đen cho dân có nhân quyền tự do. Vương chi tiên vương, dân Việt Nam anh dũng kiên cường, tay trong tay ta nào ngày chỉ muốn văn dân có về cơ để mở đạo cao đài.
dân học hoàng thượng đế đã hướng dẫn cho người dân đạo phải biết từ bi và công bằng. Bốn chữ này so với bốn chữ của tổng thống Đào Minh Quân tuy về mặt hình thể có khác nhưng nội dung nó giống nhau, tức thì là người dân phải công bằng, thì công bằng nó sẽ đưa đến tình thương. Tại tôi công bằng với tất cả mọi người thì tất cả mọi người phải thương người, điều kiện nó phải như vậy. Và khi tôi yêu thương mọi người như bản thân tôi thì tất cả mọi người đó họ nghĩ rằng tôi công bằng, nghĩa là tình thương sẽ là công bằng và công bằng đẻ ra tình thương. Quý vị, cái đường lối chính sách này mà ăn hợp với đường lối chính sách của tổng thống Đào Minh Quân. Tại sao ông ta chọn đúng đường, quý vị có biết không? Tại vì ông tu luyện ở tụ nghĩa đường, ông tìm ra đường lối để cứu dân, để lấy lại nước. Với tinh thần đó là bề trên hiểu được cái gì, cho nên bề trên đã hướng dẫn ông và chỉ cho ông con đường lấy lại đất tổ, không làm khổ dân cho quý vị. Đường lối này nó thể hiện những tôn giáo, bởi vì tôn giáo đạo có bài có câu đạo đời cứu đất mới mong tạo thời cải thế, có nghĩa là gì? Có nghĩa là đạo chứ đời phải đi xong đời, và đi xong đôi á thì nhân giúp ích lẫn nhau, và đi xong đôi á thì không có chiến tranh. Tại vì sao? Tại vì một khi có tình thương là quý vị không có đi xâm lăng, còn quý vị có phân là quý vị không đi chiếm nước khác. Cái chuyện đó hẳn nhiên là như vậy. Mà hôm nay thì thời gian có hạn nên tôi không nói nhiều về vấn đề này. Hôm nay tôi muốn chia sẻ cho tất cả quý vị một đề tài. Tại sao cái sự hiện diện của ông Đào Minh Quân trong thế kỷ 20 và 21? Trong một cái xã hội ở dưới trần gian này, tất cả chuyện gì cũng có nguyên nhân cả, không có chuyện gì mà không có nguyên nhân. Chuyện nhỏ xíu như cái bản thân tôi, tại sao con tù? Tại vì con cha tôi, con mẹ tôi chắc cho con tôi. Và nếu mình trả lời như vậy không sai như chưa được cái gì, cha với mẹ bị sanh ra cái thể xác này nè, nhưng mà cái linh hồn của ta và sự hiểu biết của ta là do hai đấng bề trên cho, chứ không phải cha mẹ chúng ta mình cho. Chuyện này thì chắc quý vị người nào mà nghiên cứu về tâm linh á sẽ rõ. Hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các quý vị tổng thống của chúng ta tại sao là xuất hiện của thế kỷ 20, bắt đầu từ năm 1952 là bắt đầu có ngày đó. Thì cái chuyện này không đơn giản quý vị, cũng không phải tự nhiên mà có quý vị. Có đám bình nơi đã sắp xếp, sắp xếp cho ngài xuống đây để chỉ có ngài mới giải quyết cuộc chiến ngày hôm nay. Bây giờ cuộc chiến ngày hôm nay mà lấy súng đạn ra mà đấu với nhau thì sẽ tới bao nhiêu thưa quý vị. Cho nên kiểu này là bề trên là ngâm quan thượng đế đã tính trước rồi cho ngài xuống đây. Thế
những chuyện mà để cho chúng ta, nhất là nhân dân Việt Nam nhận đó để mà theo Ngài. Bởi vì sự thành công của Ngài là không phải dành riêng cho dân Việt Nam không muốn gì. Cái việc mà Ngài làm hôm nay á là cho nhân dân thế giới muốn gì. Tại sao? Bây giờ nếu như Ngài không có làm cái chuyện đẩy lui Tào Tổng thì Tào Tổng nó tới đâu? Nó sẽ tới Mỹ. Nó tới Mỹ thì nó tới khắp cả thế giới này. Cho nên việc làm của Ngài không có là không những chỉ ích lợi cho Việt Nam mà thôi, nó còn ích lợi cho nhân dân thế giới nữa gì. Hôm nay tôi muốn trao Ngài câu chuyện của Ngài. Thì bây giờ tôi tóm tắt tôi kể một chuyện. Đã khác bây giờ tôi bắt đầu kể một chuyện, chia sẻ một chuyện cho tất cả các bạn nghe. Ngài đã tổ chức triều biên với 524 thuyền nhân. Nhưng mà buổi hai Ngài bị tới 14 chiếc thuyền hải tặc nó bao vây. Cho nên bây giờ Ngài phải cư xử lệnh sao, liệu làm sao để cứu được mấy thuyền nhân không lọt vào tay hải tặc. Điều này không đơn giản quý vị, tôi nói là không đơn giản. Bởi vì bọn nó mà sau khi nó lấy hết dòng vàng của cả hội sòn thì nó sẽ đi tới cướp người cho quý vị. Quý vị có tưởng tượng được, nó lên tàu cướp, nó thay phiên nhau nhé. Một lần hai tàu đặt cặp hai bên lên, nó thay phiên nhau từ cặp một. Mà nó lên đó quý vị không biết không? Tự đặt tổ quân ta ra. Quý vị biết làm gì không? Nó xét trong cái underwear có chứa vàng hay chứa tiền hay chứa hộp sò. Quý vị có thấy cái đó là làm nhục cho dân Việt Nam mình không? Quý vị có biết là nó tổ quân rồi nó thấy người ta mặc băng vệ sinh, nó lấy băng vệ sinh nó còn dở, nó xé ra cùng té để nó kiếm cái gì làm vậy? Nó kiếm con sòn đó quý vị. Bị tàu này là tàu bác chính thức không quý vị? Chắc nghèo không đi được lắm. Cho nên là toàn dân giàu, nó biết vậy. Cho nên nó làm đủ mọi cách để nó tra khảo tiền vàng. Quý vị có biết người ta đem ông á, nó kêu cậu, nhưng cậu đâu có kịp. Nó lời đi chừng chạy máu, cao rất nhiều. Nó không khéo. Rồi bây giờ nó gặp ai nó cũng bắt người ta tổ quần ra lắm. Nhưng mà đố của ai dám nói gì? Tại sao? Ai cũng sợ chết chứ. Đâu ai dám nói gì đâu. Người ta chỉ khiếp sợ trước cái hành động của tụi nó. Mà tại sao quý vị phải biết tại sao mình khiếp sợ như vậy? Tại vì lý do nào? Tại vì mình không có chống được việc cầm người ta tổng nó hôm nay chúng ta cùng chịu một lần khổ đó. Quý vị có thấu hiểu điều đó không? Để mình biết mình làm cái gì ngày hôm nay là cái gì. Quý vị có biết rằng tới hai chiếc tàu mà số 13, 14 nó không còn gì để nó lấy thì bắt đầu nó nghĩ ra bây giờ phải cướp đàn bà, cướp con gái. Cho nên nó nảy ra cái màn đó. Thì tổng thống chúng ta làm gì? Dĩ nhiên tổng thống chúng ta biết rồi, chắc chắn cái chuyện này sẽ xảy ra thôi, không sớm thì muộn. Cho nên ông ta nghĩ trong đầu, ông nhìn cái thằng cướp trưởng nhìn đăm đăm vào nó. Tại vì
Cho nên ông nhìn đăm đăm vào cái thằng cướp trưởng. Rồi ngược lại cái thằng cướp trưởng nó cũng nhìn nó luôn. Để nó xem xét coi hành động của tổng thống chúng ta cũng cái gì để nó lường. Nhưng mà nó càng nhìn nó càng khiếp sợ, nó càng run sợ. Trong khi đàn em đó thì đã bắt đầu nghĩ tới cái chuyện mà giam ô rồi, thì chính nó cũng nhìn thấy rồi. Mà nó nhìn cặp mắt ông nó sợ quá, cho nên nó đành phải ra lệnh cho đàn em của nó nhảy xuống biển. Sau đó kêu lên đi. Tại sao nó lại chịu nguy hiểm cái gì? Tại vì bao nhiêu năm làm cướp biển nó chưa từng thấy một lần có một tài công mà có tận mắt gần. Tôi nói vậy đó, nó chưa từng thấy, bởi vì hôm nay nó thấy nó mới sợ đó. Tại vì cặp mắt của ngài lúc đó không phải là cặp mắt thường của chúng ta. Cặp mắt có thiên nhãn đàng hoàng, cho nên nó bắt được nó phải sợ thôi. Và nó ra định lúc tôi cái chuyện đó chỉ có đạo Minh Hương có làm được mà không có gì. Và ơn trên đã theo dõi rồi, cho ngay tức khắc đó có một tàu tài chính tiến đến. Nhưng trước khi tiến đến gần thì tàu tài chính nó cũng biết là tàu này đang bị cướp. Chỉ có bị cướp nó mới có hai ba tàu đi quanh mà thôi. Cho nên trong tức khắc là tàu tài chính tới nơi. Và khi tàu tài chính tới nơi thì tổng thống chúng ta nghĩ ra cái cách mình phải nói làm sao để cho nó rước thương nhân của mình. Bởi vì đa số á, tàu dựng biên sẽ không được rước, mà người ta cho dầu, cho thức ăn, rồi tàu dựng biên thì tàu có rước. Tại vì rước là gánh nặng dầu, cho nên người ta ít khi mua nước mắt. Cho nên ông đã chuẩn bị cái cách nói chuyện để khiến cho tàu tây nhất phải rước các thương nhân của ông. Cho nên ông đã qua tàu và nói chuyện thì ông thì người ta đã lên tiếng từ chối. Đó là thuyền trưởng của tây nhất từ chối sẵn sàng cho thức ăn và dầu mà người ta không có nước. Thì ông đã chuẩn bị tông ra đầu. Ông nói rằng tôi chấp nhận hy sinh ở lại một mình với điều kiện là ông rước 523 thuyền nhân của tôi đi. Điều kiện như vậy thôi. Thì chết thuyền trưởng của tay đức tất cả đều vui một lời nói. Cho nên thuyền trưởng đã gọi về chắc phụ tay đức để trình bày một sự việc. Có một ông tài công chấp nhận ở lại một mình với điều kiện là rước 523 thuyền nhân đi. Thầy thử hỏi chánh phủ tây đức trả lời sao? Thì sau đó ông trả lời cho biết là chánh phủ đức chấp nhận rước hết. Và cái lối sắp xếp làm như thế nào để cho chiếc tàu đừng có đặt? Quý vị có biết là khi chúng ta đi vượt biên mà không có tàu ở nước là nam nữ là ông đồng bài đến con bên đặt đặt đèo lên trước thì cái đó là hành động lật tàu của gì cũng chứ không nghĩa là đi tới nơi cầm cày với cái nước lại lại là chìm tàu cũng chứ không. Cho nên ông cắt bắt gia đình thanh niên ở dưới hầm chỉ có đàn bà con nít được lên trước. Và đồng thời ông thuyền trưởng của tây đức có đề nghị với ông là vì đã nhìn thấy gia đình ông cho nên mới nói với ông như thế này nè. Bây giờ chúng tôi không có phòng,
để cho các chị của quý vị lên nằm. Nhưng mà tôi sẵn sàng hy sinh cái phòng của tôi để cho gia đình của Tổng thống Đào Minh Quân ở. Tổng thống trả lời liền: tôi không thể vào cái phòng đó được, tại vì 523 thuyền nhân của tôi đang nằm trên floor, trên cái sàn của tàu, thì tôi không thể vào cái phòng đó được. Quý vị có nghe một câu từ chấu mà đầy nhân nghĩa chưa từng có không? Nếu là quý vị, quý vị sẽ giết liền cái gì đó, sẽ giết cho vợ con mình vô phòng nghỉ cho nó khỏe, nó căng lên. Nhưng mà vợ anh, ông sẵn sàng chấp nhận hy sinh, ông sẵn sàng nằm ở ngoài cái nhân dân, chứ không thể nào đó cho năm được vào trong phòng chỉ nghĩ vậy. Chỉ một hành động nhỏ mối thôi là quý vị có thấy ngài là một vị quá xứng đáng hay không? Bởi vì cái tánh tình đó cũng không thể thấy ở một người khác, không thể có ở một người khác. Bởi vì là người ở thế kỷ này tham lam nhiều quá, tôi không thấy được. Okay. Rồi tới lúc là bà con gái ai cũng con nít ai cũng lên hết rồi, bà xã của ông, cái con của ông là người đi sau đó nha quý vị, đi sau những người đàn bà con nít đó, đi sau chứ không phải là đi trước nha. Rồi cuối cùng là những thanh niên, rồi tới cuối cùng là ông. Nhưng mà chuyện đời nó không có gì ở đây, không có đi hiện tại của này, có nghĩa là sau khi ông đã lên mình tàu lớn rồi, mọi người lên hết rồi, thì ông lại nghe có một người nó ở dưới tàu là còn một người đàn bà chưa có lên được. Như vậy tôi nghĩ đây là một cái thử thách của quý vị, thử thách tâm thức, thử thách ông, của ông có thật sự yêu đồng bào không? Bây giờ mọi người nói hết, gia đình nói hết, mà giờ thế này mọi người bên trên cũng thử làm của ông có thật sự yêu thương đồng bào hay không, hay là ông cũng muốn đi cho nó xong rồi, mọi việc xong rồi. Nhưng mà thử ai thì không được, chứ mà thử tổng thống có gì, tổng thống đâu có cho mọi người đâu. Thì tổng thống nhảy xuống cái tàu, nhảy xuống cái tàu trước tiên để đi luôn coi cái người nào còn sống lại nữa. Mà trong khi ông nhảy thì không ai thấy, không ai biết là tổng thống chúng ta đã nhảy xuống cái tàu con đó, không ai biết. Thì quý vị có biết một cái tàu mà nó bị 14 cái tàu cướp như vậy thì cái tàu cũng như thế nào quý vị? Quần áo tung té chưa đủ, nước đáy người ta ối thì nó vui cỡ nào quý vị? Mà lúc đó trời tối rồi mà đâu có đèn có gì đâu, ông xuống ông phải hỏi, rồi ông mò, rồi ông rào đi kiếm cái bọn người nào mà giống như là bệnh hoạn không lên được. Với một nghĩa cử cao đẹp đó, tôi cũng có tìm một người thứ hai quý vị, có tìm một người thứ hai. Rồi sau khi ông tìm xong, ông lên thấy tàu Tây Đức đã ra rồi, bây giờ bỏ tàu Tây Đức không hay là có ông còn ở dưới, cho nên nó đi rồi. Bây giờ ông lên ông thấy cái tàu Tây Đức nó rời khỏi ông rồi, thì chuyện gì xảy ra trong đầu của ông? Ông nghĩ rồi, bây giờ còn có mình ở trên cái tàu mà nó không có máy, không có máy, phải có máy cũng sợ này nó không có máy. Đó là một mình ăn, ở lại một mình với một chiếc tà ma, không? Nhưng mà bề trên đó là thử, thử. Chứ bề trên thấy ông ta nó có bảo một mình mà, nó bảo đảm cái gì, biết luôn. Cho
một người lớn con cao lắm, khiêu giá ta đánh thức bà và nói với bà là chồng chị còn ấy cái thằng con kia. Nói với bà cũng nói vậy đó. Thì trong khi đó bà mệt mỏi, nhưng mà sau khi nghe một câu nói như vậy là bà trở thành người mạnh nhất. Từ cái người tôi hoàng yếu tố bây giờ trở thành người mạnh nhất. Thì bà lên tầng kính vậy. Thì cái đầu tiên là bà nhìn lại cái tàu, bà nhìn thấy ông, nhìn thấy ông còn đứng ở trên cái tàu con. Và bà chạy đi kiếm một người, nghĩa là chỉ cần một người da trắng là bà nói cảm ơn cứu chồng tôi, chồng tôi còn ở dưới kia. Thì cùng vào lúc đó thì trưởng tay đích từ trên cái cù lá đi xuống, thì bà chạy tới bà kêu cứu chồng tôi còn ở dưới kia. Thì thuyền trưởng lập tức quay trở lại cái cù lá và kêu cái tàu bên này, quý vị có thấy một người sắp chết nhưng mà được cứu, quý vị thấy tất cả những làm gì của chúng ta mà chúng ta làm cho người khác thì nó được như vậy đó. Mà mình làm cho mình á, bởi vì cứu thì nó được như vậy. Nhưng mà mình làm để giúp quê hương, để giúp đồng bào thì chắc quý vị sẽ được hưởng những thằng mình đó. Và khi tàu quân đội để cứu ông và chính ông thiền trưởng đó lại nói một lần nữa là tôi nhường cái phần của ông, phần của tôi để cho vợ chồng ông với hai đứa nhỏ, mà ông lại phải trả lời rằng tôi không thể vào trong đó, trong khi tất cả các bà đều nằm ở dưới khoang tàu, đi trên cái sàn tàu. Cái đó là bản chất gì của gì của chứ không? Đó là bản chất công bằng. Ông muốn thể hiện cái công bằng với đồng bào. Cho nên tôi nói chúng ta không có thể có một người thứ hai như ông. Và ông cũng là một người đặc biệt, cũng bề trên người xuống mặt hồ. Bởi vì tất cả những các sứ linh đến với ông đều là qua khỏi. Tại sao? Tại vì cái trách nhiệm của ông ngày hôm nay chưa xong hết. Bắt buộc ông phải còn sắp xếp không? Thì nhiệm vụ của ông xuống trần này đó mà ông lo chưa có xong. Thành thử ông không thể đi về với tôi được, không thể về được. Mặc dầu làm cho trăm muôn lần khó khăn cũng không thể nào trên được cái gì. Bây giờ tôi muốn nói thêm một cái này. Hồi cái năm 63 lúc đó ông mới có 11 tuổi. Quý vị có biết một em bé 11 tuổi đó mà lớn không? Vậy mà đứng trước một ông Mỹ cao lớn mà dám làm những hành động mà bản thân tôi lớn chỗ này không dám làm. Tôi nghĩ cho quý vị cũng không dám làm được. Nhưng mà ông dám làm cái gì? Cái làm đó không phải một người bình thường cái gì. Có nghĩa là ông đã nhìn thấy một đám con nít đang dây quanh một ông Mỹ. Thì ông Mỹ ông đang cầm cái lon coca, ông khui ra để ông uống. Ông uống một hớp cái rài ông đưa cho mấy em, thì mấy em sẵn sàng lấy thôi. Cô nít Việt Nam mà ai cho chuyện mình thích cô. Trong khi cô nít Việt Nam thì ở trần đó, mặc xà lộn đó, không có dây dép gì hết. Ai cho gì ăn đấy. Trong khi ông trên con đường ông đi học về, ông nhìn thấy ông nhanh tiến tới tất cả cái lon coca xuống đất. Quý vị ở đây có ai dám làm được không? Với một em bé mới 11 tuổi thôi mà dám làm điều đó, bảo đảm thể hiện cái gì quý vị không biết không? Cái đòi tự ái trên tầm của quý vị, tự ái trên tầm mà hôm nay
bên đàn anh, đàn anh thú quá, đàn anh chai ma thú quá, chuyên môn xâm chiếm Việt Nam. Cho nên anh là một con người có một cái nhiệm vụ đặc biệt. Và tại sao ông dám làm cái hành động đánh một cái đồ nước đó đổ ngã đi, ông không có cho mấy em ra đấy? Thì ông Mỹ đó cũng hình lắm, theo người ta chắc người ta đổ cao lên người ta tán một bạc tài là giả lòng người kia nữa. Nhưng mà cái ông Mỹ đó ổng suy nghĩ, tại sao cái thằng bé này nó dám làm như vậy? Tại sao mấy người khác, đứa khác nó chìa tay nó lấy từ một bé này nó dám hết như vậy? Thì ông lại nói, chỗ này là của thừa, quách viên thừa, thừa là uống rượu của quý vị, thừa là không được mình cho là cho cái nguyên cái mới, cái đó là tự lái yên tật của quý vị. Cho nên ông không cho đứa nào uống hết, ông hắt cái đổ rồi. Rồi ông mới nói với Mỹ, có nhiều lô mới cho nó đi. Thì ông Mỹ cái đồng ý, chẳng biết cho ông đem cho. Nhưng mà khi ông phát cho mấy em, phát xong cho mấy em, thì cái đặc tính là ông không hề lấy con ngon cho bản thân đâu. Chạy đâu mới là cái chuyện đó. Tại vì chúng ta đang sống kế bên đàn anh thú quá, đàn anh chai ma thú quá, chuyên môn xâm chiếm Việt Nam. Cho nên ông là một con người có một cái nhiệm vụ đặc biệt. Và tại sao ông dám làm cái hành động đánh một cái đồ nước đó đổ ngã đi, ông không có cho mấy em ra đấy? Thì ông Mỹ đó cũng hình lắm, theo người ta chắc người ta đổ cao lên người ta tán một bạc tài là giả lòng người kia nữa. Nhưng mà cái ông Mỹ đó ổng suy nghĩ, tại sao cái thằng bé này nó dám làm như vậy? Tại sao mấy người khác, đứa khác nó chìa tay nó lấy từ một bé này nó dám hết như vậy? Thì ông lại nói, chỗ này là của thừa, quách viên thừa, thừa là uống rượu của quý vị, thừa là không được cho là cho cái nguyên cái mới, cái đó là tự lái yên tật của quý vị. Cho nên ông không cho đứa nào uống hết, ông hắt cái đổ rồi. Rồi ông mới nói với Mỹ, có nhiều lô mới cho nó đi. Thì ông Mỹ đã đồng ý, chẳng biết cho ông đem cho. Nhưng mà khi ông phát cho mấy em, phát xong cho mấy em, thì cái đặc tính là ông không hề lấy con ngon cho bà khách đâu. Chạy đâu mới là cái chuyện đó. Nếu bà lấy con ngon cho bà khách nằm, nó lại thay đổi. Nhưng mà lấy chia, nhưng mà bản thân ba không lấy con ngon. Cái đó là cái làm cho ông Mỹ ông khiếp sợ được cái gì. Một em bé 11 tuổi mà nó có những hành động đáng để thích để sợ luôn vậy. Vì vậy, cho nên ông Mỹ có quyết định đi theo sau lưng ông. Sau khi ông biết là ông đi chạy thôi. Tại vì ông Mỹ ông đi xe hơi mà đi sau lưng mình, làm sao mình dám mà đi chậm rãi cho quý vị, bắt buộc phải chạy thôi. Bà chạy tới nhà thì là đập cửa rồi, không cho ông Mỹ nó vô. Tại những vô cửa chiếc đèn sao cái gì, cho nên đắp cửa lại. Và ông Mỹ này, ông thấy đây là một đứa nhỏ đặc biệt, ông chưa từng thấy. Có đúng không? Một đứa nhỏ đặc biệt, ông chưa từng thấy. Cho nên, ông mới kêu nhạc đến nhiều lần để gặp được cha mẹ. Và ông đưa ra cái yêu cầu là ông muốn thách khe, ông muốn cái em này. Quý vị có thấy đây là một cơ duyên không? Cơ duyên. Một em bé 11 tuổi và được Mỹ chú ý chứ chưa? Đó là một cơ duyên. Nhưng mà tất cả những cơ duyên xảy cho ông không phải là chuyện bình thường, mà là chuyện đã sắp xếp và lớn lên để nuôi nắng một người thanh niên trẻ để trở thành một thanh niên lắm. Cái đó mới cái là đang nói đúng gì. Theo năm tháng tù hoàng,
ông trở thành sắp trở thành lãnh tụ rồi đó. Tại vì sự thành công của Việt Nam mình đó, tức là bảy mươi phần trăm luôn quý vị. Bây giờ hiểu chưa đó, quý vị không biết không, Việt Cộng qua đây là nhắc rồi. Nhưng mà tại sao? Tại nó là điên, nó chưa có thức dậy, nó còn đang ngủ. Nhưng mà nếu như chúng ta, nước Việt Nam chúng ta bị nó đấy rồi, thì đây là cái nách, cái phần thứ hai nó sẽ tới đây. Cho nên sự chiến thắng của ta là cũng là sự chiến thắng của nước Mỹ đó quý vị. Chứ không phải là... Cho nên tại sao nước Mỹ nó phải giúp ta? Nếu chúng ta là chúng đó quý vị, chúng ta là những chính phủ Mỹ đó quý vị. Tại vì nếu cậu mà nó lấy nước Việt Nam rồi, tôi bảo đảm với quý vị, nó sẽ tới đây, bảo đảm. Nhưng mà mọi việc đều đến trên sắp hết rồi. Sắp xếp từ cái thở ông 9 tuổi rồi, từ tới lúc ông 11 tuổi, và tới bây giờ ông là tổng thống của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Vì chỉ có ông mới có đủ vô trí lật đổ Tàu Cộng và đặt Cộng sản thế giới của quý vị. Bằng chứng là những việc ông đã làm. Ông đâu có dùng cái súng đâu, ông đâu có dùng máy bay đâu, mà ông đã làm được mặt nạ tên Hồ Chí Minh. Thì chính nhờ cái đó mà nó dẫn tiến tới ngày hôm nay chúng ta tiếp tục thành công như vậy. Quý vị có biết tại vì Hồ Chí Minh là tên Tàu Cộng nên chúng ta mới có quyền thưa Tàu mà 36.000 tỷ như quý vị. Nhưng chúng ta không thắng đâu, thưa đâu, thưa từ đâu, vì thắng nó mới chúng ta mới có thưa. Mà có thưa như vậy á, nó mới diễn tiến tới sân khấu cộng sản không gì. Cho nên tất cả việc làm của ông, từ việc nhỏ đến việc to, đều có một sắp xếp, có một thứ tự diễn tiến tới ngày hôm nay là sắp tới thành công. Là nhân dân Việt Nam đã trải qua một chu kỳ giống như cái Panama vậy. Vậy bây giờ chúng ta đang ở cái thực tế đó, nghĩa là cái thấp nhất của cái Paragon đó quý vị. Thì bây giờ chính ông là người đưa cái tay lôi hết lên, từ từ đi lên. Nhưng mà tôi rất tiếc một việc, cái thời Hạ Ngôn mặc chiếc này, con người nó không giống như thời Thượng Ngôn, nó không giống. Thứ nhất là nó thiếu văn hóa, thứ hai là nó đói lâu năm rồi quý vị. Cho nên giờ nó cũng không có tin ai, ông biểu đưa tay thì nó không đưa, nó bảo làm đi thì nó mới tin. Bà đất ơi, làm đi, người ở bên đăng nó biểu làm chuyện bên tay thì cũng mới tin. Nhưng mà ông cũng đã cố gắng dùng đủ mọi trí khôn để tìm cách đưa Việt Nam mới trở về tự do. Việt Nam á, nó có nhiều nợ nần lắm quý vị. Cho nên thời gian qua nó trả nợ quá lâu quý vị. Nhưng mà tôi cũng hy vọng, tôi cũng có niềm tin là mình trả tay hết rồi quý vị, để cho ngài cứu mình chứ. Bây giờ nước Việt Nam mình bây giờ phải nói là cái danh mà nó báo vào Việt Cộng á, thì nó ăn chơi nhậu trước cái phần phần lớn ít. Còn cái thành phần mà ăn nơi á thì không nơi mà lo nhiều thì cũng không có đúng gì. Cái thành phần nó quá nhiều. Mà khi chúng ta ở đây á thì chúng ta như ăn như để. Quý vị mà có nghèo á cũng được chính phủ của Mỹ nó luôn á. Có nghèo cơ mà không có cơm, quý vị có thấy không? Còn nhân dân Việt Nam mình ai nuôi? Chẳng như không nuôi cũng không có cụ. Cho nên tôi muốn tất cả quý vị
bởi vì á, chúng ta là những người đi theo sau. Và tôi cũng là người công dân, phải nói công dân là sau một năm tôi quan sát những bài vở của ông, những gì ông đã nói và những gì ông đã làm. Và đường lối đó tôi đã xác nhận là đường lối của Ngọc Hoàng Thượng Đế quý vị. Cho nên tôi mới theo. Nói cho quý vị dùng sức mạnh nhiều nữa. Bây giờ nó là các tổ của ba quanh, mình có thể dám các tranh quanh luôn, không làm được không? Mà làm được thì mình phải dùng quanh cái lại, dùng cái từng đi bắt ấy và cái hiện tình, không? Để mình lấy chính danh chính nghĩa chứ mình bây giờ mình nói mày cắt ba quanh tổ, ta cắt năm quanh thì đâu có làm được đâu. Và cũng chính nhờ vậy, ơn trên đã giúp ông đi đúng đường, làm đúng việc. Hôm nay thì chị còn có một đoạn đường ngắn nữa thôi, cái gì cố gắng, mình cố gắng, mình thuyết phục cho dân Việt Nam phải nghe lời ông. Họ mình phải nói cho họ biết đây là họ cứu họ, họ cứu họ, cứu gia đình họ, chứ không phải cứu mình. Ở bên này cùng lắm mà mình tái tốt thêm thời gian nữa, chính họ cứu họ. Cho nên mình phải nói cho họ biết, chính họ phải đứng dậy, đứng dậy để cứu họ, cứu con họ, không thể làm ngơ được. Trước cái tình trạng này, quý vị thử nghĩ, nếu 2020 mới tới thì sao? Bây giờ chúng ta ở đây, chúng ta đang dân gia dễ, ta hỏi là quê không đông, quý vị nói là sao? Không đông China, hay là không đông Thái Lan, quý vị chọn con lựa con công trả lời đi. Cho nên mình phải làm cái gì? Nhưng mà tôi nói thiệt quý vị, ông trên đã sắp rồi. Tại sao sắp thế không? Nếu như toàn dân Việt Nam mà không có cái cảnh dược biên á, thì bây giờ chúng ta sẽ chết chùm chung với dân Việt Nam. Không có ai không hé được hết, bị không hé lên nó cắt cổ. Cái này là cũng ơn trên sắp đặt. Dân Việt Nam mình đi khắp thế giới như vậy mới là đặng phát được cứu dân Việt Nam. Mà cái điều này cũng phải là một điều mới của quý vị. Chính Ngọc Hoàng Thượng Đế đã nói rằng sau này Bắc Trung Nam điều ra ngoại quốc. Hôm qua nó thường đã nói tôi nói đó rồi quý vị. Hôm nay tôi nói là nhiều quý vị. Xin cảm ơn tập pháp, cảm ơn tất cả quý vị lắng nghe. Bài đăng nghe tiếng chim chiều về phố cũ, con trăng cũ, có tiếng em cười, tóc em bay. Từng đống buồn rũ nơi đồng cát, tan tác tình ta như tuyết bay. Nơi đây áo mộng lòng cũng nhẹ, lại vắng tiếng em nắng cũng gầy. Từ ngày giặc đến em đã hết hất tóc ngang dài, nhai mắt duyên, không còn ríu rít như sáo nhỏ. Chỉ chờ đêm lạnh lệ triền miên. Chiều Viễn Xứ, mùa đông năm 2000, Tổng thống Đào Minh Quân.